Tại sân bóng đá trường Trung học phổ thông Xuyên Mộc, giải bóng đá giao lưu thiện nguyện tranh cúp Hoàng Trung đã chính thức khai mạc. Giải do Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện phối hợp với Công ty Thể thao và Giải trí Sao Biển tổ chức. Tham gia giải bóng đá giao lưu thiện nguyện tranh cúp Hoàng Trung có 8 đội bóng trong và ngoài huyện Xuyên Mộc. Giải được chia làm 2 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng. Tại lễ khai mạc, ban tổ chức giải đã trao tặng gần 500 phần quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với tổng kinh phí 250 triệu đồng do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Thương mại Xây dựng Hoàng Trung và các doanh nghiệp Mạnh Thường Quân tài trợ. Giải sẽ diễn ra từ ngày 22 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.